chào các bạn, hiện tại tôi đang ở trên đồi núi đấy, đang trên một con đèo và đằng sau đây có rất là nhiều núi và rất là nhiều cây luôn. Tôi đang đi lên trên rừng núi, đi lên trên dân tộc đấy và trong vùng dân tộc để sống vài ngày xem như thế nào. Tôi hay gọi là dân tộc, còn không biết các bạn gọi là gì đấy. Đồi núi rất là hoang vu và hẻo lánh. Chào các bạn, hiện tại tôi đang đứng ở cạnh một con suối đấy, các bạn thấy không? Tiếng nước suối chảy róc rách nghe rất là êm tai luôn. Nước suối thì là trong vắt luôn. Đấy. Nhìn phong cảnh đây rất là đẹp luôn. Ok. Nhưng mà rất là tiếc bây giờ đang là mùa đông rất là lạnh, các bạn thấy không? Tôi mặc áo khoác này, mấy áo luôn, khăn này. Đấy. Rất là lạnh nên là không thể nhảy xuống đây để mà tắm được, chứ là mùa hè tôi nhảy xuống đây tôi bơi ngay, bắt cá ngay. Tôi vừa tự sướng xong được vài trăm cái bức ảnh ạ. Không, vài cái bức ảnh nhìn rất là đẹp luôn đấy. Với một phong cảnh rất là nên thơ, trữ tình và rất là đẹp như này thì tội gì mà không chụp ảnh đúng không? Tôi vừa mới chụp xong rất là nhiều luôn. À không, không nhiều, chỉ có vài cái thôi. Chụp vài cái thôi là nó lên tất cả rồi. Bây giờ là tôi sẽ post những cái bức ảnh lên trên Facebook xem là có post được hay không. Bởi vì là theo tôi thấy thì ở đây có rất là nhiều đồi núi và rất là nhiều cây. Không biết là có mạng hay không đây. Nhưng mà bây giờ là thử kết nối internet, post ảnh lên trên mạng xem như nào. Đấy, vào đây. Trong đây thì các bạn thấy là chỉ có vài cái ảnh thôi mà. Chụp có vài cái thôi, không nhiều đâu. Rồi, tôi sẽ lấy cái đẹp nhất này đi. Chia sẻ ngay. Ngay vào luôn. Thì các bạn có thể thấy là cái tốc độ mạng e này thì là loát, nói chung là cũng rất là nhanh luôn. Thật sự là tôi cảm thấy nhanh vãi trưởng luôn. Loát từ nãy đến giờ mà ảnh méo lên đấy. Bây giờ đứng đây đợi không biết là bao giờ ảnh nó lên trên Facebook đây. Đây này, post từ nãy đến giờ mà vẫn không lên được trên Facebook. Thôi, tôi sẽ đi lên trên đỉnh đồi. Sau đó thì là thử post xem như nào. Ở dưới này là đang dưới đồi đấy. Trên kia đỉnh đồi kìa. Thì à, lên trên đỉnh đồi thử post xem như nào. Ok, bây giờ vẫn chưa lên này đấy. Các bạn nhìn này, post mãi từ nãy giờ chưa lên mẹ. Đi rất là xa lên trên này để ngắm cảnh. Thời tiết rất là lạnh. Nhưng mà bây giờ là không có mạng thì thật sự là tôi cảm thấy rất là chán luôn. Chán kinh khủng luôn. Không có internet thì nói chung là cuộc đời như con số 0 chấm hết luôn. Hiện tại thì mạng trên này thật sự là rất là yếu luôn. Đấy, mạng e luôn này. Không biết có thể live stream không. Bây giờ là vào Facebook. Rồi, phát video trực tiếp xem như nào. Đang bắt đầu video trực tiếp. Mẹ, không phát được video vỡ mồm luôn các bạn ơi. Thật sự là tôi đang rất là muốn live stream cho rất là nhiều người được xem online, xem phong cảnh ở đây đẹp như nào. Đấy. Đợi mãi không live stream được này. Mạng trên đây yếu thế nhỉ. Các bạn thấy không? Nhìn đồi núi rất là đẹp. Đó. Ở đây là có một cái thác. Đó. Chảy nước từ trên núi chảy xuống mà tôi không biết là nước này nó ở đâu nó chảy xuống. Đang rất là khó hiểu. Trời, nhà anh em sắp tối nơi rồi. Cố gắng đi hết con đèo này để có thể kiếm được nhà dân. Đấy. Tôi sẽ đi lên đây xem có cái gì ở đây không. Cảm giác đi đồi núi này rất là phê, mỗi tội là không có mạng internet. Tôi đứng đây ngắm thác một tí. Thác này chảy rất là đẹp luôn. Đó, đẹp chưa? Tại thì là đến đây trời nhá anh em tối rồi và thời tiết trên đây càng về đêm rất là lạnh. Bây giờ là tôi với lại anh tôi đang đi tìm một cái nhà sàn, nhà dân ở đây để xin ngủ nhờ với lại ăn cơm nhờ. Lên trên đây thì không còn cách nào rồi, nó rất là xa. Đi xuống dưới kia thì nó phải tầm 3-4 tiếng nữa xuống được dưới kia.
xuống dưới khỏi cái khu vực đồi núi này. Rất là lạnh luôn. Wow. Đấy, phải đi tận này. Hôm nay tôi sẽ được trải nghiệm cái cảm giác mà được ở nhà dân tộc. Không biết là vào đây xin ăn người ta có cho ăn không, xin ngủ người ta cho ngủ không đây. Khăn gói quả mướp bước xe trên kia xong rong xuống anh ấy để xe kia nguy hiểm, mất ra. Rất là lạnh các bạn ạ, càng về đêm thời tiết đấy rất là lạnh. Đây là anh tôi đấy, hôm nay nay tôi lên đây, anh Phương này, anh Phương quay cho các bạn biết mặt tí đấy, nhìn giống tôi không? Giống giống nhỉ, như em anh ngày xưa gì nhìn giống nhau nhỉ? Ờ chụp qua ảnh anh nhìn giống kiểu nhỉ. Mò lên bái anh dẫn đi. Ôi, trên đấy rất là lạnh, càng về đêm càng lạnh các bạn. Tôi đang ngồi đây sưởi ấm rồi. Ở đây còn không có điện. Không có điện. Toàn phải dùng đèn pin nhé. Bên nhé. Khủng nhất. Bên này thì khủng nhất, thì cao nhất là liệt quá. Ngồi đây sưởi ấm như này tôi nhớ lại cái thời ngày xưa của tôi, đợt mà tôi còn bé. Ngày xưa cái đợt tôi còn bé tôi vẫn nhớ. Ngày mà còn bé thì là ở chỗ mà tôi sống ngày xưa ở quê tôi là cũng không có điện, không có đèn, sưởi ấm như này đấy. Thật ra tôi trải qua rồi, tôi biết nó khổ như nào. Và đây là lần tiếp theo tôi sẽ được trải qua. Sau bao nhiêu năm sống trong điện đóm, bây giờ là tôi sẽ được sống một đêm ở đây không có điện đấy. Ăn không mèo? Mèo, ăn kẹo. Hai con mèo nhìn rất là ngáo vữa. Đấy, nhìn ngố ngố vãi trường. Ăn không? Này, đi đi đi. Ngoan quá anh, ngoan đấy. À, ông đang đi hái rau để chuẩn bị cho bữa tối. Rau cải đó, có rau gì? À, rau cải đó. Đây là rau cải. Đó. Các bạn nhìn thấy không? Đồi núi trên này về ban đêm nhìn rất là đẹp. Đó, trời trong xanh. Rất là trong, trong vắt luôn. Còn đây là ngôi nhà rất là đơn sơ. Đó. Đấy các bạn thấy không? Đây là cuộc sống mà ở trên vùng núi, vùng cao, không ánh đèn và chỉ có bếp lửa hồng thôi. Ngồi đây thật sự là tôi cảm thấy rất là ấm cúng luôn so với lại ngoài trời kia đang rất là giá rét. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ nó rơi khoảng tầm 5 6 độ C, thậm chí là có thể là 0 độ C hoặc là dưới 0 độ C, đó rất là lạnh. Và ban đêm thì là tất cả cây cối ở trên đây có thể là bị đóng băng. Đó, cái điện thoại tôi cầm theo bây giờ coi như là vô dụng. Và mạng là không thể loát được. Đấy. Thể loát được, không kết nối internet này. Dùng 4G em ạ. 4G anh? Ờ. Giờ nó chuyển hết sang 4G rồi. Bên này anh tôi đang dùng 4G anh ấy. Đây đăng ký như nào anh Phương? Đăng ký á? Vâng, đăng ký như nào bảo em cái. Đăng ký gói bao tiền? Gói nào mà khỏe nhất mà đang dùng được trên đây này. Thế là gói 90.000. 90.000 soạn như nào anh bảo em cái. Mi Max 4G. Mi Max MAC đúng không anh? MX. MX à? 4G viết liền không anh? Viết liền. Rồi. Gửi 191. Ok, gửi 191. Ok, tôi vừa mới đăng ký xong gói cước Mi Max 4G của Viettel. Bây giờ tôi thử vào Facebook xem là có thể lướt được mạng không. Ôi. Tải được ảnh luôn này. Mạng khỏe vãi. Ui. Mẹ, gói 4G này khỏe thật. Chuyển sang cái gói Mi Max 4G phát là nó đã mầm luôn đấy. Bây giờ là ở trên đồi núi này, như kiểu là ở dưới miền xuôi luôn. Dùng nói chung là không để ý luôn. Ok, mặc dù là không có điện nhưng mà không sao. Có mạng là có tất cả. Chờ gì thì chờ, đừng chờ vì thiếu 4G. Hãy đổi sim mới và đăng ký Mi Max 4G để có thể sử dụng 4G tốc độ cao như tôi. Ok, lướt Facebook ở mầm, lướt từ giờ đến sáng mai, lướt mãi không chán, lướt 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 và lướt 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 đến sáng luôn. Ok. Úi giời ơi, ấy gà nhìn rất là thơm ngon luôn. Hôm nay được ông bà đãi gà. Đây là mâm cơm đạm bạc của gia đình. Món nào
Đấy các bạn thấy không, ông bà đang nói tiếng người Mông. Ông bà là dân tộc Mông. Đúng rồi. Đó. Ở đây thì dân ở đây rất là hiếu khách luôn. Mì à. Ok, cuối cùng thì cũng đã xong bữa tối. Đó, đây là tất cả cái món mà tối nay tôi sẽ được thưởng thức. Rau xào, thịt gà luộc, mà khén đấy. Đơn giản chỉ như này thôi mà tôi đã cảm thấy rất là ngon rồi. Rượu này. Rượu luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đèn pin của tôi, anh tôi mang đi có thể soi sáng được bữa cơm. Đây là măng này. Đấy, măng đấy. Măng cay lắm. Cái này cay hơn này. Có làm tí không? Có, làm tí cho nóng người anh ấy. Tôi không thích uống rượu nhưng mà đã lên đến đây rồi là phải uống thử xem là rượu trên này như nào. Uống thử. Đúng rồi. Uống nhiều được không được, uống ý thôi. Cảm ơn ông bà. Vâng, bà con ở xa nữa. Hôm nay đi đường nó hơi xa tí. Nên trên này thì may có ông bà thì hôm nay có chén rượu của ông bà đây. Con cảm ơn ông bà nhé. Cảm ơn ông bà. Chén khỏe nha. Vâng. Ok. Rồi. Rượu ngô là rượu thấp. Rượu thấp nè. Rượu gạo đấy. Vâng. Nặng đấy. Mua đủ mồi. Vâng. Nặng đấy. Mùi rất là thơm luôn. Chấm cái nào bây giờ nhỉ? Đây, chấm này. Thử ăn xem có ngon không? Gà này gà ngô, có vẻ gà ăn cắn mà ngô vần cao thì ngon đấy. Ngon hơn đấy. Rất là ngon. Đi. Ra đi, ra đi. Xong thì là được ông bà ông bà rất là quý những anh em mình ở dưới kia lên. Ông bà tặng cho một cái bài khen mà ngày xưa ông bà gặp nhau cái lần đầu tiên. Đấy, đây là cái bài khen mà ông bà gặp nhau lần đầu tiên. Kiểu như thế, tôi không hiểu mấy, nhưng anh tôi giải thích thì nó na ná thế. Đấy. Ông bà rất là trân trọng và rất là quý những người ở dưới kia lên. Người Tây Bắc thì chỉ có như thế thôi. Anh em đi mà có như thế nào mà gặp những người dân ở đây thì người ta sống bằng cái tấm lòng. Sau khi ăn cơm cùng với lại ông bà xong thì là tôi rất là cảm ơn ông bà đã mời anh em tôi cái bữa cơm này. Và ở đây thì là tôi biếu ông bà, gửi ông bà 500.000 vì ông bà đã tiếp đãi anh em tôi cái bữa cơm thân mật này. Ok, bây giờ là anh em tôi chuẩn bị đi lên đường, đi phượt đêm tiếp. Lạnh quá không thì... Rất là lạnh luôn. Không thể chịu được. Hiện tại tôi đang trên đường về dưới miền xuôi thì ở đây là nhìn thấy rất là nhiều các em học sinh hình như là cấp 1 thì phải, bởi vì nhìn các em rất là bé, đi bộ tiếp từ trên kia đi xuống dưới kia, trường học của mãi dưới kia nó phải rơi khoảng tầm 1-2 cây số, rất là đông luôn. Đấy, đa số đi bộ không đi xe. Đây bạn thấy không?
Giờ vừa kết thúc chuyến đi 2 ngày trên vùng đồi núi về xong. Thật sự là sau 2 ngày phiêu lưu với khám phá ở trên đấy thì tôi cảm thấy rất là mệt, mệt phát trưởng luôn. Nhưng mà đổi lại thì là tôi cảm thấy rất là vui, bởi vì là được giao lưu với lại rất là nhiều bà con dân tộc ở trên đấy, cũng như được khám phá cuộc sống ở trên vùng đồi núi. Thật sự là rất là khắc nghiệt luôn. Và nhờ có Viettel 4G thì là cái cuộc phiêu lưu này tôi nó thú vị hơn rất là nhiều. Thú vị ở chỗ là tôi có thể chia sẻ và tải ảnh được lên trên mạng rất là nhanh chóng luôn. Đó, rất là nhanh luôn. Mặc dù là ở trên đồi núi thì là sóng nó rất hạn hẹp, cũng như là cái mạng của nó rất là yếu, nhưng mà với 4G thì không phải lo một cái gì cả. Những các bạn nào mà mạng đang yếu hoặc là không có 4G sử dụng, các bạn hãy đổi SIM ngay và đăng ký Mi Max 4G để có thể khám phá và trải nghiệm sự tiện dụng siêu tốc độ của công nghệ mang lại, và không để lỡ phút giây nào kết nối với cuộc sống. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn. Bye bye.